hơn 100 người mất tích. Và hiện giờ thì đường đi vào thôn đang rất khó khăn. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất về tình hình tại hiện trường. Sau quãng thời gian di chuyển rất khó khăn thì chúng tôi đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đất kết hợp với lũ quét tại thôn Làng Nủ. Và như các bạn có thể thấy thì từ một khu dân cư rất đông đúc, nơi đây đã trở thành bình địa. Chỉ còn một vài căn nhà may mắn thoát khỏi đường đi của cơn lũ quét. Còn lại thì hầu như là mọi căn nhà trong cơn lũ đã bị xóa sổ. Đây này toàn cái lòng chảo này. Vâng. Nó sạt xuống và nó tích nước. Bên... Nó tích nước vào là thành một cái đập rất là to. Xuống. Đập to đấy khi bắt đầu là cái chỗ mà nó sạt không chịu nữa bắt đầu nó vỡ. Nó vỡ ra mà cái đất đã nhão nhiều rồi nên là bắt đầu nó tuôn xuống. Theo mô tả của lực lượng chức năng ở đây thì trên ngọn núi xa kia có một khối nước được tích trong những ngày mưa, và vào rạng sáng ngày mùng 10 tháng 9 khối nước ấy đã vỡ và tràn xuống thôn Làng Nủ cùng với rất nhiều đất đá, bùn đất. Và nó đã tạo thành một cơn lũ ống, lũ quét rất khủng khiếp, và hầu như đến thời điểm này rất ít người sống sót được tìm thấy. Bên này là bây giờ là chỉ cần 4 người ở đây cho em nhé. 4 người ở đây cố gắng bơi, cái này ra cho em sẽ có một, chắc chắn sẽ có thi thể đây. Trong 24 giờ đầu tiên thì lực lượng tại chỗ của địa phương đã cố gắng tìm kiếm và đưa được một số thi thể nạn nhân ra ngoài để bàn giao cho gia đình. Thời điểm này thì lực lượng quân đội đang bổ sung thêm quân số và sẽ đi tìm dọc theo lưu vực của con suối. Thời điểm này thì quân đội đã huy động thêm lực lượng đến đây để tìm kiếm các thi thể nạn nhân còn lại. Nhóm phóng viên Dân Trí sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin tiếp theo của vụ việc này. Mời quý độc giả đón xem.